Ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tống đạt bản kết luận điều tra vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB giai đoạn 2. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 người khác về 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, Trương Mỹ Lan cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố cả 3 tội nói trên. Quá trình điều tra giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã điều tra và kết luận 3 hành vi phạm tội. Thứ nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, tương đương hơn 308 triệu trái phiếu không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán. Các gói trái phiếu này do 4 pháp nhân phát hành, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny One và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị các gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Thứ hai là hành vi rửa tiền đối với số tiền 445.747 tỷ đồng, trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ ba là hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đối với số tiền 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, nguồn tiền phạm tội tham mô tài sản của SCB lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức cá nhân, chuyển giữa các tài khoản sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích khác nhau. Các mục đích này bao gồm việc trả gốc lãi trái phiếu, chi trả nợ các khoản vay tại SCB, chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của SCB, chi khác như chi trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, cho những người ký chứng từ chạy dòng tiền, chi cho dự án đang triển khai dở dang như dự án mũi đèn đỏ, dự án A6, huyện Bình Chánh, chi trả cho khoản vay của các ngân hàng khác, chi cho các cá nhân, chuyển tiền ra nước ngoài, chuyển tiền thanh toán các khoản chi cá nhân của Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ. Đối với việc chuyển tiền ra nước ngoài, Trương Mỹ Lan giao cho các nhân sự ở SCB phối hợp với nhân sự ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập các khoản vay khống tại SCB, lấy nguồn tiền để chuyển ra nước ngoài và sử dụng cho các mục đích khác ở trong nước. Trương Mỹ Lan khai tiền nhận từ nước ngoài chuyển về Việt Nam là tiền vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Để chuyển được tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao cấp dưới, luật sư và lãnh đạo SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Trang Di Trùng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Anh Dũng lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, vốn góp tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Trước đó, trong vụ án xảy ra tại SCB giai đoạn 1, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham mô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là mức án tử hình. Cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị xác định đã chỉ đạo lập hàng trăm hồ sơ khống để rút tiền SCB. Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Hiện tại, bà Trương Mỹ Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, xin xem xét lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.